Xin chào, bạn đang nghe podcast trò chuyện cùng TT. Mình là TT, chủ nhà của chuỗi chương trình này. Đây là một series mà chúng ta sẽ cùng ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện của những con người đang làm việc trong ngành bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Tất cả những khách mời trong chương trình đều sẽ được giữ bí mật về danh tính và tự chọn tên một loài động vật làm biệt danh cho họ trong suốt cuộc trò chuyện. Hai tuần một lần vào mỗi thứ bảy, hãy cùng lắng nghe những câu chuyện thú vị từ những khách mời ẩn danh trong chương trình cùng mình nhé. Theo như anh Gấu ấy, thì nếu như mà mình muốn làm freelancer trong ngành bảo tồn thì mình cần phải chuẩn bị những cái gì? Hay là những cái công việc cụ thể nào mà các cái freelance thường hay làm? Những công việc mà có thể là các cái tổ chức nó hay tuyển freelance ấy, thì anh có thể chia sẻ một chút cho những bạn mà muốn dấn thân vào cái con đường này được không? Ok, nhưng mà trước khi anh trả lời cái câu hỏi tiếp theo nè, thì anh muốn nói một chút nữa về cái vấn đề nữ giới trong cái hoạt động công tác bảo tồn cũng như là làm freelance á. Ngoài cái định kiến xã hội thì nó còn có sự tác động rất là nhiều đến từ bạn bè này, đến từ gia đình này, rồi những người thân của mình. Thì giống như em đã phân tích là mọi người sẽ hay đưa ra một cái nhận xét là phụ nữ thì nên làm những công việc chân yếu tay mềm, rồi làm việc ở văn phòng, làm những cái công việc nó mang tính chất đơn giản hơn. Thì đúng là có cái đó, nhưng mà trong quá trình mà đi, nếu mà đối với công tác mà đi thực địa, làm các hoạt động về nghiên cứu này, làm các hoạt động về đi rồi sống ở trong rừng và đi thu số liệu đó, hoặc là làm các cái chương trình khảo sát, thì có một cái mà anh nghĩ các bạn nữ thường gặp khó khăn hơn nam một chút, đó là cái khả năng mà để làm việc lâu dài liên tục như nam thì nó không có đảm bảo về mặt sức khỏe là một. Cái thứ hai nữa là khi mà có phụ nữ thường là sẽ rời bỏ cái công việc đó trong khoảng thời gian khi mà có gia đình, vì đặc biệt là ở Việt Nam mình, như ở trong nước mình là hay có kiểu là cứ có gia đình rồi là phụ nữ là phải sinh con, xong rồi ở nhà là chăm con, lo cho con này nọ, thì cái khoảng thời gian đó nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến cái công việc. Thế nhưng mà nếu như mà đam mê mình vẫn có thể tiếp tục các cái công việc này được không? Ví dụ như là ngày trước khi mà mình có gia đình này, các bạn nữ có thể đi những chuyến thực địa nó lên đến 10 ngày chẳng hạn. Nhưng mà sau đấy, sau khoảng thời gian đấy, các cái chuyến thực địa của bạn nó có thể là ngắn hơn, nó chỉ từ 3 đến 5 ngày thôi chẳng hạn. Hoặc là những cái công việc mà nó phù hợp hơn với cái điều kiện thể chất ở lúc đấy. Em nghĩ là các bạn nữ nếu như mà thật sự mà đam mê mà có thể là chiến đấu với những cái định kiến xã hội đấy, thì các bạn ấy hoàn toàn vẫn có thể tiếp tục cái công việc này. Thế thì theo anh ấy, quay trở lại câu hỏi là nếu như muốn làm freelance thì các bạn ấy cần chuẩn bị những cái gì? Đấy, thì có thể là một số kinh nghiệm của anh. Anh nghĩ cái câu hỏi này là rất là hay nè. Mà cũng sẽ có rất là nhiều người quan tâm đến cái vấn đề là làm thế nào để mình làm freelance. Đúng rồi. Thì anh có một cái chia sẻ như thế này, đó là mình phải hiểu rõ, trước khi muốn làm freelance thì mình phải nên tìm hiểu rõ cái bản chất của cái công việc freelance là cái gì, và thứ hai nữa là người ta yêu cầu như thế nào để được làm một cái freelance, chứ không phải là mình đừng có biến cái chữ freelance thành là một cái công việc giống như thợ đụng, là đụng đau làm đó, ai kêu chi làm đó, là cái chuyện đó là nó chưa đạt đến cái tầm của một cái người làm freelancer chuyên nghiệp. Còn khi mà mình muốn làm là freelancer chuyên nghiệp thì mình phải có sự chuẩn bị rất là nhiều, kiểu giống như là lấy một cái ví dụ sao để cho nó dễ. Anh có thể đưa ra một cái ví dụ như là kiểu khi mình mới làm freelance chẳng hạn thì mình cần phải chuẩn bị những cái gì. Theo như em thấy ấy, thì cái nó quan trọng ví dụ như là cái networking, như kiểu là cái kết nối của mình đối với các cái tổ chức khác làm về bảo tồn như thế nào, thì mình sẽ dễ dàng tìm kiếm các cái cơ hội hơn. Thứ hai là ví dụ như là mình có thể là sau mỗi cái dự án đấy thì mình có thể là tổng hợp lại, mình xây dựng cho mình một cái hồ sơ liên quan đến cái việc là những cái freelance mà tôi đã làm nó như thế nào. Thì nó sẽ là một cái rất là mạnh cho các bạn ý, nếu như các bạn ý muốn tiếp tục theo đuổi cái con đường làm freelance như thế này. Thế nhưng mà cái ban đầu chẳng hạn, thì những cái gợi ý ban đầu thực sự thì bao giờ ban đầu bắt đầu nó cũng sẽ rất là khó khăn đối với tất cả công việc nào đi chăng nữa đấy. Ok, đúng rồi. Thì anh nghĩ như thế này nè, để mà làm một freelance á, nếu mà mình chỉ làm một freelance mà nó mang tính chất không chuyên nghiệp đó nha, thì ai cũng có thể làm được hết. Mấy bạn sinh viên mới ra trường cũng có thể làm được.
mấy bạn làm 1 năm 2 năm là cũng có thể làm được. Nhưng á, mà để mà làm một freelance chuyên nghiệp thì đầu tiên là mình phải định vị mình bản thân mình trước rồi đã, xem thử mình là ai và mình đứng ở đâu và mình có cái vị trí như thế nào trong cái lĩnh vực mà mình đang muốn làm freelance. Vì á, một khi mình đã coi cái công tác bảo tồn là một cái nghề, và cái nghề này mình khi mình đi làm thì mình được trả công và tương ứng với lại cái giá trị của mình bỏ ra, thì lúc đó nó sẽ hình thành một cái gọi là thị trường lao động. Mà freelance không phải là lúc nào cũng có công việc đâu, mà cái công việc ví dụ như khi mà làm freelance thì người ta sẽ đưa ra một cái gói dự án, sau đó người ta sẽ kêu gọi, người ta sẽ tìm người freelance phù hợp, thì lúc đó cái tính cạnh tranh nó rất cao, chứ không phải là cứ làm freelance là ra là thấy có công việc cái mình nộp hồ sơ vô là mình nhận được đâu, không phải đâu, mà nó phải có sự cạnh tranh, ai tốt hơn thì người ta mới nhận. Đấy. Thì để mà làm tốt thì như vậy mình thấy có sự cạnh tranh đó, thì mình thấy rõ ràng là cái thứ nhất là đầu tiên là mình phải cần phải có cái chuyên môn, cái tính chuyên môn cao. Đấy. Mà cái tính chuyên môn cao nó thể hiện qua ở chỗ nào? Nó thể hiện qua ở chỗ cái CV của mình. Trong cái CV của mình xem, người ta sẽ nhìn vô cái CV, người ta xem thế là mình đã từng làm ở đâu, từng làm những công việc gì, rồi cái công việc đó, cái trong những cái công việc đó thì mình làm những cái vị trí gì, mình có nắm những cái vai trò, đã đóng cái vai trò gì trong các cái dự án đó, để qua đó được là nó thể hiện được cái năng lực của mình. Chứ còn nếu mình không có năng lực gì hết á, thì chắc chắn cái hồ sơ của mình nộp vô nó sẽ bị loại trước rồi đó. Rồi cái thứ hai nữa là mình phải có một cái network rất là rộng, đặc biệt là sau khi rất là rộng để làm gì? Khi mình có network rộng á, thì mình mới có, ai mà có nhiều network á, thì sẽ có nhiều thông tin, mà thông tin nó được cập nhật từ nhiều bạn bè, từ nhiều đối tác, thì lúc đó mình mới có nhiều cái cơ hội để tiếp cận với các cái gói gói thầu hoặc là cái gói hồ sơ công việc đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là mình phải có thể hiện cái tính chuyên môn của mình thông qua một vài cái công việc mà đã được nhiều cái đơn vị trước đây mình từng công tác hoặc đánh giá, hoặc là trong các cái gói thầu trước người ta đã đánh giá mình cao rồi, thì các cái gói thầu sau hoặc là các cái hoạt động, các cái chương trình, các dự án tiếp theo mình nộp hồ sơ thì nó sẽ có khả năng cao hơn so với những cái freelancer khác. Thì điều đó cho thấy là rõ ràng là cái gì, cái mình phải muốn làm freelancer chuyên nghiệp và coi hắn là một công việc lâu dài, thì cái điều quan trọng nhất là có tốt lại là có hai cái: một là kiến thức chuyên môn, và cái kiến thức chuyên môn này là phải được khẳng định rồi nha, phải được đánh giá bởi một đơn vị hoặc một cơ quan, một tổ chức nào đó. Thứ hai nữa là phải có một cái network khá là rộng lớn. Ok, rất là cảm ơn anh Cầu. Hai cái này nó rất là hữu hiệu cho các bạn mà muốn theo đuổi cái con đường làm freelance. Mà cũng như anh vừa nói ấy, thì cái công việc làm freelance không phải là lúc nào nó cũng công việc đâu. Thế nên là với cái vị trí làm freelance thì mình là giám đốc của bản thân chẳng hạn, thì mình cũng cần phải sắp xếp nó như thế nào. Ví dụ như là có cái tháng này, cao điểm này, thì mình đi làm nhiều dự án, nhưng tháng sau ấy, nó không, do điều kiện thời tiết nó không thuận lợi chẳng hạn, thì mình không thể đi làm được, mình không thể nhận nhiều job được ấy. Thì đấy, thì cái việc mà mình cân đối giữa tháng này và tháng khác để được mình có thể là đảm bảo cái tính ổn định cho tính bản thân mình ấy, thì đấy, cái đấy cũng là một điều mà em nghĩ là cũng cần phải lưu ý cho những bạn làm freelance. Nếu không, trong thời gian đầu các bạn đi làm, các bạn sẽ khá là rối đấy, các bạn sẽ khá là cảm thấy hoang mang ấy. Đấy, thế là mình đã kể ra những thứ rất là cần thiết cho một bạn làm freelance chẳng hạn này. Thế thì dĩ nhiên là làm freelance hay là được công việc đi bảo tồn mà làm thực địa chẳng hạn, thì luôn là có những cái tiềm ẩn một số những cái nguy cơ liên quan đến an toàn ấy. Thế thì nếu như mà các bạn ý, em thấy là nếu như mình làm một cái tổ chức chẳng hạn, thì nếu như mà có một cái sự vụ gì đấy xảy ra, thì mình hoàn toàn việc đầu tiên là mình sẽ liên lạc với cả sếp của mình hoặc cơ quan của mình để có thể là báo cáo về vấn đề đấy, và có thể là sẽ giải quyết cái vấn đề đấy. Còn nếu như mình là freelance ấy, trong trường hợp mà mình xảy ra những cái sự vụ như thế, thì mình có cơ chế nào để bảo vệ bản thân mình hay không? Theo anh, với một người làm freelance khá là kỳ cựu em thấy như thế, thì mình sẽ bảo vệ mình như thế nào? Cái này là cái điều mà nếu mà mấy bạn làm freelance mới mới ra làm á, có thể là không để ý đâu, mà khi mà làm nhiều, trải nghiệm nhiều, va vấp nhiều thì mình sẽ có kinh nghiệm. Thì thường thường trong các thường thường trong các cái gói hợp đồng tư vấn cho các những người làm việc tự do, thì sẽ không có cái vấn đề là đảm bảo về an toàn cho mình.
Cho nên là khi mà nếu mà đi thực địa thì mình phải chuẩn bị cho mình bảo hiểm tai nạn này, hoặc là bảo hiểm cho trang thiết bị này. Ví dụ như mình té, ví dụ mình đi thực địa mà có vấn đề chi rắn cắn hay là mình té ngã hoặc là tai nạn rồi chứ đó, thì cái đó nó không nằm ở trong các cái quyền lợi mà bên bên thuê họ phải giải quyết cho mình, mà nó tự mình phải lo hết. Cho nên là tốt nhất là mình tự trang bị cho mình những cái gì nó liên quan tới bảo hiểm. Cái thứ hai nữa, ví dụ như thiết bị đi, thiết bị là một cái mà mọi người ít quan tâm. Ví dụ như mình đi thực địa mình phải chụp ảnh, mình mang theo máy móc. Bình thường ấy, mình làm cho cơ quan tổ chức ấy, thì người ta sẽ cung cấp máy móc cho mình. Còn mình đi về lỡ có bị hư hỏng hoặc là có mất mát gì đó thì lúc đó cơ mình có thể trình báo lên cơ quan, rồi cơ quan sẽ xử lý. Cái thiệt hại nó vẫn là nhẹ hơn cho người lao động. Nhưng mà nếu mà mình đi làm tư vấn độc lập, tắc tàn tật mọi thứ, té trật ngã, đập máy máy ảnh hoặc là thiết bị rồi chỗ đó của mình xuống đất vỡ, thì cái đó hoàn toàn mình phải tự chịu trách nhiệm hết. Có khi là cái tiền nó còn lớn hơn cả gấp mấy lần so với cái tiền cái giá hợp đồng mình đang làm đó. Và cái thứ còn còn có một cái nữa, còn có một cái nữa đó là liên quan tới cái vấn đề là ví dụ như cái rủi ro mà khi mình đi ra ngoài thực địa mình làm việc, ví dụ mình gặp sự cản trở của đối tác ở địa phương hoặc là những cái vấn đề liên quan tới giấy tờ giấy phép rồi đó, thì cái đó là mình không phải lo, mà cái đó là nó nằm ở trong cái gói hợp đồng rồi, thì mình cứ báo cáo lại cho cái người ký trực tiếp hợp đồng của mình đó. Ở trong cái hợp đồng sẽ có ghi rõ là mình sẽ làm việc với ai, liên hệ với ai, thì mình cứ liên hệ lại với họ, thì bên tổ chức mà thuê mình họ sẽ xử lý những cái vấn đề đó. Chỉ có những cái nào mà cái rủi ro mà liên quan cho bản thân, cho cá nhân mình, cho những cái gì mà thuộc về bản thân mình, thì cái đó mình phải tự chịu trách nhiệm. Thì đây là cái mà kinh nghiệm mà cũng khá là hữu ích cho những bạn mà có thể là sẽ rất là muốn theo cái ngành bảo tồn. Thế thì riêng với các bạn nữ thì em thấy nó có một cái rủi ro nữa mà trong cái quá trình mà làm việc trong ngành bảo tồn mà em có thể nghĩ rất là chia sẻ của một số bạn. Thế là có một số trường hợp ý, dù là mình nếu như mà các bạn ý mà đi làm các cơ quan chẳng hạn, khi mà bạn ấy đi thực địa thì bạn sẽ phải tiếp xúc với rất là nhiều các đối tác ở các bên khác nhau. Nếu như mà có những cái trường hợp xảy ra, ví dụ như là trong các cái cuộc liên hoan người ta ép rượu này chẳng hạn, hoặc là người ta có những cái trêu ghẹo quấy rối chẳng hạn, thì đấy thì các bạn ấy hoàn toàn là các bạn ấy có thể báo cáo với các cơ quan. Thế nhưng mà nếu như mà khi làm freelance ấy, thì người ta biết là mình không có cái cơ, không phải là mình là người làm tự do, mình không có cơ quan ấy, thì anh đã bao giờ mà chứng kiến cái tình huống như thế chưa? Và nếu như mà là anh Gấu ấy, thì anh Gấu sẽ xử trí như thế nào trong cái trường hợp như thế? Đấy là một cái trường hợp mà em cũng đã từng nghe thấy một câu chuyện thật rồi, thì hôm nay muốn chia sẻ để hỏi anh Gấu xem là anh Gấu sẽ xử trí như thế nào trong cái tình huống như vậy. Trời, cái này là vấn đề mà rất là đau đầu ở trong, không phải là trong công tác bảo tồn đâu, mà trong tất cả các cái hoạt động mà liên quan tới công việc của các bạn nữ trong quá trình đi làm việc với đối tác là nam, hoặc là cũng có thể một số bạn nam vẫn nằm ở trong cái sự ảnh hưởng của vấn đề quấy rối về tình dục, chứ không nhất thiết là chỉ có một mấy bạn nữ không, nhưng mà anh thấy, nhưng mà theo như trải nghiệm của anh với lại quan sát của anh rồi những cái va vấp của anh trong quá trình làm việc hơn 10 năm qua, thì anh thấy là phần lớn là các bạn nữ là bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề này khá là nhiều. Ví dụ cái mà anh thấy dễ thấy nhất đó là các bạn nữ khi đi làm trong lĩnh vực bảo tồn, thì bây giờ hiện tại trong các cái hoạt động liên quan tới bảo tồn phần lớn là làm việc với các đối tác là nam, chiếm tỷ lệ khoảng 80% đến 90%. Thì trong các cái buổi họ trong các cái buổi liên hoan, các buổi tiệc rồi, thì thường là các bạn nữ trở thành tâm điểm gây chú ý cho cái sự kiện đó, và được mọi người mời mời rượu này, ép rượu này, rồi phải ngồi nghe những cái chuyện rất là có thể là có tính văn tục một tí, hoặc là có tính nó mang cái tính chất hơi bị quấy rối, hoặc là làm cho người ta cảm thấy khó chịu khi mà ngồi ở trong bàn ăn, hoặc là những cái câu khen ngợi kiểu cũng mang tính chất làm cho người ta cũng thấy không thích lắm, nhưng mà cuối cùng vẫn phải vì một lý do nào đó vẫn phải ngồi trong bàn tiệc và vẫn phải chịu những cái áp bức về mặt tinh thần như vậy. Thì anh đó thì
anh có những cái nguyên tắc của anh khi mà anh làm việc, ví dụ như là khi anh đi làm với đối tác hoặc là tham gia các cái buổi liên hoan tiệc tùng rồi thì tuyệt đối là anh không bao giờ mang ly rượu đi mời các bạn nữ. Ngược lại, các bạn nữ mời anh cũng sẽ từ chối và anh không uống với mấy bạn còn còn trong những cái trường hợp ví dụ như nhìn thấy mọi người nói cợt nhã với nhau, năm bảy tám người nam nói chuyện cợt nhã với một về một vấn đề tế nhị trong tình dục mà có một bạn nữ ngồi đó thì thực tế là anh cũng rất là xin lỗi vì là anh cũng bó tay, anh không biết làm gì trong trường hợp đó hết. Nếu mà là đó là đồng nghiệp thân thiết của anh đó thì anh có thể nói chuyện với họ sau cái buổi tiệc, khuyên họ không nên lặp lại những cái chuyện như thế. Hoặc là ngay trong lúc đấy mình có thể là chuyển hướng cái câu chuyện ấy đi để cho các bạn ấy kiểu gỡ thế khó cho những cái bạn nữ trong những trường hợp như thế. Bởi vì thực ra thì khi ở trong những cái trường hợp như thế là bạn ấy đúng như anh nói, bạn ấy là tâm điểm, nhưng mà tâm điểm theo một nghĩa mà có thể là bạn ấy không thoải mái một chút nào. Đấy, Đúng rồi, thì đúng. cái mà cái rất là cảm ơn anh Gấu bởi vì chia sẻ đến, nếu như mà nghe chia sẻ của anh Gấu như này thì rất là nhiều bạn làm bạn nữ làm bảo tồn, dù là bạn ấy làm ở trong một cơ quan hay là bạn ấy làm tự do hay chăng nữa, mà có một cái người đồng nghiệp mà đi đi cùng mình trong các cái chuyến thực địa mà có mà có thể xử trí như anh Gấu thì các bạn ấy sẽ cảm thấy là yên tâm hơn rất là nhiều khi mà có những cái người đồng nghiệp sẵn sàng lên tiếng cho các bạn ý, thì đồng thời cũng sẽ bảo vệ các bạn ý. Thì ngoài ra ấy, thì theo em là những cái cơ quan đấy chẳng hạn, nếu như mà cái cơ quan mà mình cộng tác cùng ấy họ cũng có một cái quy chế để làm việc chẳng hạn, thì mình cũng có thể là trong cái trường hợp đấy thì mình thì nó cũng sẽ hạn chế và giảm thiểu rủi ro cho mình. Ví dụ như là ở bên ngoại ách của bọn em có một cái quy định là khi mà mình đi thực địa với tất cả các đối tác thì bọn em sẽ tuyệt đối không uống rượu chẳng hạn. Thế đấy là cái nội quy của cái cơ quan em, thì nó cũng sẽ góp phần làm giảm thiểu những cái rủi ro cho nhất tất cả những cái cho bản thân em, và rủi ro cho bản thân em và rủi ro cho những người khác khi mà có thể là cộng tác với em trong cái quá trình đấy chẳng hạn. Thì đấy là một cái mà nó rất là hay. Đấy, thì thực ra đúng như anh Gấu chia sẻ thì đây là một vấn đề mà rất là khó, và vấn đề mà anh Gấu còn phải dùng từ là đúng là bó tay. Đấy, nhưng mà nếu như mà sẽ có một cái người đồng nghiệp như anh Gấu mà sẵn sàng lên tiếng trong những cái trường hợp như thế, có thể là mình chuyển hướng các cái câu chuyện chẳng hạn, thì nó cũng sẽ là một sự thật sự là một sự cứu nguy cho các bạn ấy trong cái hoàn cảnh đấy. Thế là câu chuyện nó Đúng sẽ không rồi. tiếp tục nữa, và câu Đúng chuyện rồi. nó sẽ không đi xa quá ở cái giới hạn đấy. Thì rất là cảm ơn anh Gấu, thì qua cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay ấy, mang đến cho các bạn rất là nhiều các cái trải nghiệm liên quan đến việc là làm freelance trong ngành bảo tồn như thế nào. Thì các cái câu chuyện thì nó rất là hữu ích, ví dụ như là em có thể thấy rằng là làm freelance nhưng mà cái trách nhiệm của mình trong công việc thì vẫn là cái đề cao nhất, và thứ hai là cái sự tự do là do cái mong đợi của mình và do cái sự sắp xếp cái công việc của mình nó như thế nào. Thì ngoài ra anh Gấu cũng cho mọi người một cái những cái ví dụ rằng là các bạn nữ chẳng hạn thì hoàn toàn là có thể là những công việc liên quan đến bảo tồn và làm tự do hẳn hoi, có rất là nhiều công việc cho các bạn đi làm, có thể là đi thực địa, có thể là những công việc truyền thông khác chẳng hạn. Đấy, có rất là nhiều các công việc. Và đồng thời ấy, thì như bất cứ một cái trò chuyện nào thì như tinh thần của anh Gấu vừa nói, nó không chỉ là có những cái thuận lợi, dĩ nhiên mình cũng sẽ chỉ ra những điều không thuận lợi. Rất là hy vọng là có thể là mình sẽ qua cuộc trò chuyện này thì rất là nhiều bạn cảm thấy sẵn sàng dấn thân cho cái công việc làm bảo tồn như thế này. Thì một lần nữa thì rất là cảm ơn anh Gấu vì cuộc trò chuyện rất là hữu ích ngày hôm nay. Thì không biết là anh Gấu có chia sẻ gì với tất cả những bạn đang nghe podcast ngày hôm nay nữa không nhỉ? Nếu mà được chia sẻ thêm thì anh cũng mong cái công việc bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên là một cái công việc mà nó là sự phải nhìn nhận ở nó ở một cái đó là sự tổng hợp của rất là nhiều cái ngành nghề, rất là nhiều cái rất là nhiều cái phương tiện để tiếp cận đến với cái để mà và có thể đóng góp được cho cái công tác bảo tồn, để đóng góp cho sự thành công của công tác bảo tồn thiên nhiên. Do đó là mọi người không có phải quá nặng nề về cái chuyện là mình phải học cái gì, rồi phải học đúng chuyên ngành hoặc là phải được đào tạo đúng chuyên môn rồi thì mới có thể làm được cái công việc bảo tồn. Nhưng mà thật ra nếu mà mọi người nhìn rộng ra, hiểu rõ hơn và chịu khó tìm hiểu cái thông tin hoặc là tìm hiểu về, về những cái người mà đang làm công tác bảo tồn để cho họ lắng nghe họ nhiều hơn thì mình sẽ thấy được là
cái vai trò, mình sẽ thấy được và nhận ra được cái vai trò của mình có thể làm cái gì đóng góp cho cái công tác bảo tồn và có thể tham gia vào những công việc đó như thế nào, thì nó sẽ dễ dàng hơn và ngày càng có nhiều người hơn tham gia vào trong công tác bảo tồn, chứ nó không chỉ giới hạn ở trong cái chỗ chỉ là những người có chuyên môn thôi. Ok, rất là nhiều cơ hội cho các bạn đúng không ạ? Một lần nữa cảm ơn anh Kiều rất là nhiều vì đã tham gia cái buổi podcast ngày hôm nay. Hy vọng là trong tương lai có thể gặp lại anh Kiều trong một buổi podcast mà có thêm một khách mời nào đấy đối thoại với anh Kiều chẳng hạn. Và từ cá nhân em là một là TT thì rất là hy vọng là trong tương lai thì anh Kiều sẽ được gặp một bạn gấu thật sự như mong muốn của anh Kiều đã kể ra ngay từ đầu chương trình. Một lần nữa cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh một cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast trò chuyện cùng TT. Đây là một hoạt động thuộc chương trình trao quyền cho phụ nữ trong ngành bảo tồn của Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã Việt Nam WildACT trong khuôn khổ dự án giảm thiểu bạo lực giới trong ngành bảo tồn tại Việt Nam, được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID. Nếu bạn có câu hỏi cho chương trình, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua fanpage WildACT. Đó có thể là một thắc mắc, một ý kiến, một quan điểm của bạn về vấn đề mà chúng tôi đang thảo luận trong chuỗi podcast này. Hoặc nếu như bạn muốn trở thành khách mời để chia sẻ những tâm tư của mình, cũng đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi. Phần đầu tiên của chuỗi podcast như các bạn vừa lắng nghe chính là chia sẻ về cuộc sống và công việc của những nam giới đang làm việc trong ngành bảo tồn hoang dã. Ngoài ra, trò chuyện cùng TT cũng sẽ mang đến cho các bạn những cuộc đối thoại trực tiếp giữa nam giới và phụ nữ đang làm việc trong ngành bảo tồn về chủ đề bình đẳng giới tại môi trường làm việc của họ. Hy vọng sớm được gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo.